Hôm nay thì mình sẽ có món vịt kho nước dừa. Thịt kho nước dừa lòng vịt thì mình sẽ nấu với canh đu đủ. Canh đu đủ nấu với lòng vịt thì rất là ngọt đó các bạn. Và vịt kho nước dừa thì cũng ngon nữa. Ở đây thì mình có nửa con vịt 1,5 kg. Nếu mình lấy bên lòng thì mình sẽ không lấy đầu cổ. Mình sẽ có thịt và lòng để mình nấu với canh đu đủ nha. Sẽ có nửa trái đu đủ, gần 1 kg. Mình sẽ gọt sạch lấy hột ra và sẽ cắt miếng vừa ăn để nấu canh với lòng nha các bạn, rất là ngọt. Đu đủ sau khi sơ chế gọt sạch thì mình cắt miếng nhỏ ra như thế này. Hành ngò rửa sạch sẽ sắc nhỏ. Củ hành tím và tỏi mình sẽ băm nhỏ để xào với thịt nha. Vịt đã sơ chế sạch bằng rượu và muối, rửa sạch và mình chặt miếng ra như thế này. Còn đây là lòng vịt và huyết thì mình cũng cắt nhỏ ra, gan và mề thì mình xắt những cái hoa nhỏ như thế này mình nấu. Còn đây là mỡ vịt, lát nữa mình sẽ xào và nấu bằng mỡ vịt thôi, không xài dầu ăn và mỡ. Giờ thì mình sẽ đi ướp vịt trước để kho cho thấm nha. Đầu tiên mình sẽ cho một ít củ hành tím và một ít tỏi băm vào. Xong thì mình sẽ cho vào một muỗng canh nước mắm đầy, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng nhỏ hạt nêm, 1 muỗng nhỏ bột ngọt. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên cho thấm gia vị, rồi mình sẽ để một lúc cho thịt thấm mới đem đi xào nhé. Mình sẽ bắt lên một cái nồi để chuẩn bị nấu canh. Mình sẽ cho mỡ vịt hồi nãy mình cắt sẵn vào nhé các bạn. Mình sẽ xào lên, cho ra mỡ một ít. Sau khi ra được một ít mỡ, các bạn đừng cho ra mỡ nhiều quá, mình sẽ múc qua bỏ qua một cái chảo khác để lát nữa mình sẽ thắng để mình kho vịt với nước dừa. Mình sẽ cho thêm một ít tỏi và củ hành băm vào, sẽ xào lên cho vàng thơm. Khi hành tỏi vàng thơm rồi thì mình sẽ cho lòng vào để mình xào nhé. Mình sẽ nêm vào 1 muỗng nhỏ hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường. Xong thì mình sẽ xào nhanh tay cho thấm gia vị. Kế đến thì mình sẽ cho vào một tô nước đầy. Xong sẽ đậy nắp lại. Nấu cho sôi lên. Rồi mình sẽ hớt cho sạch bọt nhé. Khi sạch bọt rồi thì mình sẽ bắt đầu cho đu đủ vào để mình hầm. Sau đó mình sẽ cho 1 muỗng nhỏ đầy muối hạt. Và 1 ít nước mắm, khoảng 1/2 muỗng canh nhỏ là được. Một muỗng nhỏ xíu bột ngọt khi đu đủ bắt đầu mềm. Các bạn đừng để cho đu đủ mềm quá nhé, vừa mềm tới là được. Để ăn còn độ giòn, mình sẽ cho hành ngò rí cắt nhỏ vào luôn cho thơm. Như vậy là nồi canh đã xong rồi đó các bạn. Mình sẽ tắt lửa và sẽ bắt đầu đi kho thịt vịt nhé. Mình sẽ bắt chảo lên và những miếng mỡ lúc nãy mình cho qua bên đây, mình sẽ thắng cho ra hết mỡ vịt luôn. Hôm nay mình xào sẽ bằng mỡ vịt nhé. Sau khi mỡ vịt ra hết rồi thì mình sẽ cho tỏi và củ hành tím vào hết để phi lên cho vàng thơm.
Khi hành tỏi vàng rồi thì mình sẽ cho thịt vịt đã ướp lúc nãy vào nhé. Thịt vịt đã thấm, mình sẽ cho vào và bắt đầu xào lên. Cho thịt thật là săn lại nhé. Thịt lúc này thì mình chỉ ướp nước mắm và một số gia vị nêm thôi. Khi chừng nào vịt mềm thì mình mới cho thêm muối vào nha các bạn. Các bạn đừng cho muối trước, thịt sẽ bị dai. Mình nấu lâu mềm. Mình xào cho săn lại. Rồi thì mình đi chuẩn bị dừa tươi nhé. Mình sẽ chặt một trái dừa tươi. Mình sẽ đổ vào chảo gia vị lúc nãy. Mình sẽ tráng chảo rồi mình sẽ cho vào nồi để mình nấu cho nước được ngọt nhé. Sẽ đậy hầm lại. Mình hầm chừng nào vịt mềm mới được nha các bạn. Mình sẽ nấu hơi lâu một chút. Khi chừng nào thấy nước sắc cạn lại, thỉnh thoảng thì mình sẽ hớt cho sạch bọt nhé. Sẽ thêm vào vịt một muỗng canh nước màu đường, cho màu hơi đậm một chút. Nước hơi sắc xuống và vịt bắt đầu mềm thì mình sẽ bắt đầu cho muối hạt vào nhé. Mình sẽ cho vào một muỗng nhỏ đầy muối hạt. Sẽ trộn đều lên. Lúc nãy mình nêm một muỗng canh nước mắm đầy và một muỗng muối hạt như thế này thì vị rất là vừa, không mặn cũng không lạt, rất là vừa ăn đó các bạn. Và sau khi vịt mềm, nước sắc xuống và chín thì mình sẽ cho củ hành trắng sắc nhỏ vào nhé các bạn. Cho củ hành vào sau cùng cho thơm. Như vậy là xong rồi đó các bạn, rất là thơm, vịt kho nước dừa, miếng thịt vàng ống ngon lắm này các bạn, rất vừa ăn. Mình sẽ kho thịt vịt như thế này, ăn với canh đu đủ thì rất là đậm vị đó các bạn, ngon lắm. Mình sẽ dùng với canh đu đủ này các bạn, nấu với lòng và ăn thêm nước mắm ớt nữa. Mình mời các bạn nhé, chào tạm biệt các bạn.